Cuộc đời này mình cùng nhau sống vui tươi tươi sang cho tới đêm, viết lên những câu chuyện bổ ích. Thế này thôi ai biết mai sau. Còn vài cái nữa là đến chương trình Đêm Nhạc Ba Ước, trong chương trình hỗ trợ thiện nguyện Góc Chút Đen Non năm 2022, 2024. Anh ơi hãy mỉm cười nào, em ơi hãy thở đi nào. Đông qua thu về anh em mình cứ tiếp tục giúp đỡ cho cộng đồng, em chẳng còn lo âu. Anh có thêm trăn trở, anh tạm rời xa mà làm việc cùng em lên núi ngắm nhìn trẻ thơ. Anh ơi lên xe mình đi thôi, tìm lại tuổi thơ dữ dội. Bao lâu rồi ta không thảnh thơi, thả trôi mình với biển khơi. Tuổi trẻ hãy cùng song pha, đứng lên giúp đỡ cho đời. Lần đó mình cùng nhau học tập bao nhiêu điều thật là kỳ diệu. Đời loài người này rất vội, em ơi cứ sống cho đi và thấy vui, giống như ta chưa từng được sống, sẽ bàn tay ta giúp đỡ bao người. Cuộc đời này mình cùng nhau sống vui tươi tươi sáng cho tới đêm, viết lên những câu chuyện bổ ích. Thơ ngày thôi ai biết mai sau. Đời loài người này tốt lắm, khó khăn ta cùng nâng đỡ nhau, chưa từng được sống, sẽ bàn tay ta giúp đỡ bao nhiêu. Em ơi, dù cho mai này có ra sao, thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, khi ta vẫn còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng sẽ cho đôi ta nghị lực hơn người. Và em ơi, cuộc đời này mình còn học bao lâu, tham sân khi đã đưa ta đi lang thang những nơi đâu. Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ áp lực dành cho ta, nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang làm nên những việc ý nghĩa trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt đã buồn rơi. Đã nếm muôn khổ đất, cực tất cả vào niềm tin, nhiều lần vấp ngã ý thức vô thường, sống trọn vẹn trong từng hơi thở không tiếc nuối. Cuộc đời này mình cùng nhau sống vui tươi từ sáng cho tới đêm, viết nên những câu chuyện bổ ích. Không ngày thôi ai biết mai sau. Đời loài người này tốt lắm, khó khăn ta cùng nâng đỡ nhau, sống như ta chưa từng được sống, xòe bàn tay ta giúp đỡ bao người. Giáo dục đi trước, thiện nguyện đi sau, tức là các chương trình thiện nguyện của chúng em thì luôn xuất phát từ cái nền tảng giáo dục cộng đồng riêng HBK. Đấy thì sau khi triển khai giáo dục thì mới có các hoạt động thiện nguyện đi sau. Yeah. Em ơi lo chi ngày dài, chỉ cần chúng ta tử tế với nhau. Nhớ mai kia dịch bệnh ập tới, nhớ mai ta không còn thấy nhau. Anh ơi gian chân đời mình, phải buồn hết đêm là sẽ hết đâu. Thế nên anh em cùng thì nghe, trước mắt ta hơi thở vẫn đang nhiệt màu. Cuộc đời này mình cùng nhau sống vui tươi từ sáng cho tới đêm, viết lên những câu chuyện bổ ích. Hay thôi ai biết mai sau. Đời loài người này tốt lắm, khó khăn ta cùng nâng đỡ nhau, sống như ta chưa từng được sống, sẽ bàn tay ta giúp đỡ bao người. Cuộc đời này mình cùng nhau sống vui tươi từ sáng cho tới đêm, viết lên những câu chuyện bổ ích. Hơn ngày thôi ai biết mai sau. Đời loài người này tốt lắm, khó khăn ta cùng nâng đỡ nhau, sống như ta chưa từng được sống, sẽ bàn tay ta giúp đỡ bao người.